Chào các bạn, mình là Tuyến, Cấn Thị Kim Tuyến. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cái khu vực trang trại của một người làm vườn ở huyện Đan Phượng, Phúc Thọ. Đấy, các bạn có thể nhìn ra xa trước mắt của chúng ta đó là những cái vườn cam. Thì vườn cam này thì đến cuối năm nay sẽ cho thu hoạch và đang có những cái trái cam nhỏ. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, trái cam nhỏ thăng lên rồi. Còn phía trước mặt chúng ta, đây chính là những cái hình ảnh rong đót đót, một trong những cái nguyên liệu làm ra cái loại miến đót, miến đất cao, ăn rất là ngon và mát, có độ dai. Còn phía trước của chúng ta đó là hình ảnh hoa đót. Đó, rất là đẹp. Còn xa xa thì nó là những cái cánh đồng. Đây, đây trước mắt chúng ta đó là những cái gọi là vườn táo. Vườn táo ở trước mắt đó là vườn cam. Rồi thì cuối tuần, chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.